ta đều thấy rằng là những ngày này của 70 năm về trước, lứa thế hệ chúng tôi thì là những cái người sinh ra sau khi miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng. Cho nên chúng ta cảm nhận lại cái không khí của cái ngày những cái ngày cách mạng tháng 8 và mùng 2 tháng 9 năm 1945 là thông qua lời kể của bố mẹ, rồi qua các phim tài liệu và những cái phóng sự rất ngắn quay bằng phim đen trắng thời điểm đấy. Nếu chúng ta nhìn lại thời điểm vào ngày mùng 2 tháng 9 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc cái bản tuyên ngôn độc lập, chúng ta nhìn lại những cái người nông dân ngày hôm trước vừa là nô lệ mà đã nghe theo lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương với cái tên gọi thời điểm đấy là Mặt trận Việt Minh. Họ đã xếp hàng thành đội ngũ để đi biểu tình, đi thể hiện sự ủng hộ của chính phủ lâm thời, và họ thể hiện một cái quyết tâm sát cánh cùng với chính phủ lâm thời để giữ gìn cái nền độc lập non trẻ của đất nước. Thì chúng ta thấy rằng là hơn bao giờ hết, một cái cảm xúc và một cái vấn đề đặt ra cho cái thế hệ của ngày hôm nay đang nối tiếp với thế hệ cha anh đi trước ấy, là quần chúng và những người dân bình thường là những người quyết định cái sự thành công của cách mạng. Nếu chúng ta không có trong cái thời đại mới và trong tình hình mới, nếu các tổ chức đảng và tổ chức chính trị xã hội mà không làm tròn được cái vai trò định hướng lãnh đạo và tập hợp được quần chúng, thì chúng ta sẽ là một cái thảm họa cho đất nước, cho dân tộc. Nếu mà chúng ta nhìn lại một cái chặng đường 70 năm, trong đó thì chúng ta có tới hơn 30 năm của cuộc chiến tranh. Chúng ta 29 năm từ năm 1945 cho đến năm 1975. Thì chúng ta thấy rằng là 30 năm đấy, trừ 30 năm đấy thì trong vòng 40 năm chúng ta vừa khôi phục đất nước sau chiến tranh, vừa xây dựng đất nước, thì chúng ta thấy là chúng ta đã đạt được những cái thành tựu đáng tự hào. Chúng ta đã thực hiện được cái lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái bản tuyên ngôn độc lập là nước Việt Nam muốn trở thành một quốc gia độc lập có vị thế trên trường quốc tế. Chúng ta đã thực hiện tốt được vấn đề đấy thông qua cái việc tăng cường cả thế và lực, nội lực của chúng ta để khẳng định cái vị thế của chúng ta trên quốc tế. Nhưng chúng ta nhìn lại cả cái quá trình 30 năm đổi mới do Đảng ta phát động và thực hiện, thì chúng ta thấy rằng là tốc độ phát triển của đất nước từ cái 10 năm trở lại đây, từ năm 2006 cho đến năm 2015, nó đã chậm lại và nó không đạt được những cái thành tích như là của 20 năm đầu thời kỳ đổi mới. Đây là một cái thách thức đang đặt ra cho cả đội ngũ Đảng, chính quyền và nhân dân chúng ta, là nếu không thực hiện tốt triệt để hơn nữa cái công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, và Đảng không kiên quyết hơn nữa trong công cuộc đổi mới của mình, đổi mới cả về phương thức hoạt động, đổi mới cả về phương thức hoạt động với quần chúng, lãnh đạo kinh tế, đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng Đảng, thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ phát triển của chúng ta nó lại vẫn giữ ở như 10 năm gần đây.